Không, Trương Bạc lúc này điên cuồng hò hét. Thế nhưng mà thanh âm mới vừa xuôi vẫn ra khỏi miệng đã bị cắn ở trong cổ họng. Hắn chỉ có thể phát ra một ít thanh âm xích nhì, nhưng không cách nào bắn ra một tiếng nói vàng giói. Ám kim khổng trào lặng yên có một tiếng động biến mất, bị đông lại là đồng máu này. Cơ băm cùng cốt cách cũng không có cách nào hạn chế nó sắc bén. Bắt lấy ám kim khổng trào, hộ trào lặng yên vỡ tan, đứt gãy, hai bóng người đột nhiên phần lại. Quang ảnh lúc này lập lòe, Vũ Hạo đã là ngoài ngàn mét rồi. Uinh một tiếng, quang diễm màu xanh biếc ở trên không trung tách ra, giống như là một đóa pháo hoa mở rộ. Nhưng một vị xứng hứng giả đại lục nhiều năm có được siêu cấp đấu la tu vi đại hồn sư này chết như vậy. Vũ Hạo từ trên trời giáng xuống, cả người hắn khi thế tự hồ lại thời khắc này đã nhảy lên tới cực hạn. Các cuộc chiến đấu này cũng không có hòa lệ cỡ nào, nhưng cái cùng chiến đấu này lại làm cho toàn trường một mảnh yên lặng. Đệ tử, đây đã là đệ tứ rồi, đồng thời cũng là người thứ hai chết trận. Vũ Hạo dùng thực lực cường đại nói ra tất cả mọi người, lúc trước hắn cho 10 cuộc chiến đấu chưa chắc là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt của Trung Liêu lúc này khó chịu phảng phất muốn nhỏ ra nước đắng. Thế nhưng mà hắn lúc này đã là đầm lao phải theo lao, tổn thất to lớn như vậy, lần như không thể thu hoạch. Lần này Thánh Linh Giáo sẽ phải là gánh chịu đả kích khổng lồ, không chỉ là trên thực lực, đồng thời cũng là trên tâm lý đấy. Hắn há là giám quân cả nhân vật đế quốc đại quân, lần như uy tín của hắn nhận lấy đả kích lặng lẽ như vậy, vốn là đối với hắn mà nói không có bất kỳ ấn tượng gì tốt cả. Hồn đạo sư môn sẽ như thế nào nhìn hắn đấy? Sắc mặt của Trung Liêu âm trầm dần dần trở lên băng lãnh. Việc đã đến nước này rồi, chỉ có thể đem Vũ Hạo bắt lại, đạt được thắng lợi trận chiến đấu này mới có thể bù phía trước phát sinh ra hết thảy. Vũ Hạo đang chậm rãi bay xuống, mà Trung Liêu lúc này thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt là sằng quắc, trong mắt lại lạnh như băng, là điên cuồng cuồng loạn. Đồng dạng điên cuồng xuất hiện ra ở trên người của Trung Liêu, cùng với Trương Bằng hoàn toàn bất đồng. Trương Bằng lúc này điên cuồng là sắp chết phản công, mà Trung Liêu điên cuồng lại như là một thanh đào nhọn này đâm thẳng tới lồng ngực của Vũ Hạo. Vũ Hạo hơi thở thoáng có chút dồn dập, giống như liên tiếp từ trận chiến này với hắn mà nói đã có tiêu hao to lớn, nhưng ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì hơi thở này biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn đồng dạng sáng quắc nhìn chăm chú Trung Liễu. Lớn như nói, ánh mắt của Trung Liễu như là một thanh đào nhọn. Như vậy lúc này ánh mắt của Vũ Hạo là một tòa băng sơn, vô luận đào nhọn sắc bén này đến cỡ nào đều không thể nào đâm vào vạn niên huyền bằng núi cao. Hơn nữa ngọn núi này đang nghiền ép xu thế từ trên trời giáng xuống hướng phía dưới đấu đá. Ngoài trừ Vũ Hạo bên ngoài tự mình ra, hiện tại không có ai biết rằng hắn tiêu hao đến cuối cùng là lớn đến bao nhiêu. Trung Liêu chỉ có thể là bằng phía trước hắn ở trong chiến đấu này sử dụng hồn ký tiến hành phán đoán nhất định. Trên mặt của Vũ Hạo lúc này toát ra một tia thần quang lạnh như băng, hai tay của hắn ở bên thân thể mở ra, từng vòng vầng sáng màu băng lãnh theo băng cực chiến thần giáp này thường hướng ra phía bên ngoài tách xào khuếch tán. Băng nguyên tố vô hình lập tức là bằng tốc độ kinh người hướng ra phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Bát sắc băng nguyên ngưng. Hết tay một tiếng, bỗng nhiên là theo trong miệng của Trung Liêu lúc này bộc phát ra, đó là thanh âm uyển như là dòng ngầm hồ gầm vẫy. Từng vòng hồn hoàn cũng theo dưới chân của Trung Liêu từ từ bay lên, khi tức cường đại không ngừng tăng lên bắn ra. Trung Liêu lúc này hồn hoàn nhan sắc chỉ có hai chủng đen và đỏ mà thôi. Ở phía xa xa, Ngôn Tiểu Chiên chứng kiến hắn lúc này hồn hoàn cũng không khỏi là hoảng sợ biến sắc. Trước lúc đó lần thứ nhất Ngôn Tiểu Chiên cùng với hắn chiến đấu, Trung Liêu hồn hoàn nhan sắc còn không phải như vậy, mà hiện tại 6 cái màu đen và 3 cái màu đỏ, cho dù là Vũ Hạo cũng là không có thua bao nhiêu. Hồn hoàn nhan sắc mặc dù cũng không đại biểu cho hết thấy, nhưng đối với hồn sư mà nói là thực lực biểu tượng. Huống chi Trung Liêu này còn là một vị tà hồn sư sơ cấp đấu la, thực lực của vị siêu thánh linh giáo này chỉ tuyệt đối là so với trong tưởng tượng bất luận kẻ nào đều càng cường đại hơn. Sắc mặt của Vũ Hạo lúc này cũng ngừng trọng lên, hắn biết rõ trải qua phía trước lúc này bốn chàng là tiêu hao, sau đó Trung Liêu thậm chí là chính là hắn hôm nay đối mặt với sàn lăn nhất. Nếu như nói chính phía trước này những thứ ta hồn sư được mỗi người tu vi cũng không bằng hắn, như vậy thì Trung Liêu thực lực chân chính nhất định sẽ không kém hơn hắn, thậm chí là mạnh hơn hắn nữa. Hắn ưu thế duy nhất chính là song hồn hạch, mà có thể không chiến thắng Trung Liêu cũng quyết định rằng hắn lần này 1-9-10 so đấu có thể hay không thành công đấy. Một trận chiến này chắc chắn chính là tính quyết định của một trận chiến. Tay phải của Trung Liêu lúc này ở trong hư không một điểm này, trên người một vòng màu đen hồn hoàn lập tức lóng lánh. Ngay sau đó một thành pháp trượng này to lớn hiện ra ở trong lòng bàn tay của hắn.
Chuôi pháp trượng này toàn thân đen kịt. Khi mà hắn xuất hiện ra sau lưng của Trung Liễu, lập tức bay lên một bóng người. Bóng người này nhìn về phía trên cũng không cường đại, giống như chỉ có cùng với thân thể của Trung Liễu lúc này không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng khi mà hắn xuất hiện ra ở trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ở đây cũng có một loại cảm giác trái tim lập tức là liếu chặt. Đây là cái gì? Coi như là lúc trước Ngôn Tiểu Chiết cũng đã từng với khu Trung Liễu giao thủ, đã không hoàn toàn tin tưởng rằng Trung Liễu vô hồn là cái gì. Xa xa, sắc mặt của Huyền Lão đã kinh biến đến mức là cực kỳ là ngưng trọng, lẩm bẩm tự nhủ. Năm đó Diệp Tịch Thủy biến dị võ hồn thị huyết ra hồn ma khôi, Trung Liễu lúc này võ hồn giống như càng hơn là Diệp Tịch Thủy, nhất định là sẽ ra biến dị lần nữa. Chính là không biết là cái gì, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bồn nguyên này cùng với Diệp Tịch Thủy huyền hồn ma khôi có một chút giống nhau. Diệp Tịch Thủy huyết hồn ma khôi này nhân loại linh hồn vì tâm bổ ra là không ngừng tăng lên vũ hồn. Đây cũng là nguyên nhân Mục Lão vô luận như thế nào về sau đều không thể nào tán thành nàng. Trên tay của Diệp Tịch Thủy đã hủy diệt ra quá nhiều linh hồn nhân loại. Trung Liễu lúc này cùng với Diệp Tịch Thủy chăm sông đổ về một biển, chỉ là không biết rằng hắn có thể cường đại đến trình độ như thế nào. Vũ hào trận này rất khó rồi. Ngôn Tiểu Chiết cười khổ rồi nói, đứa nhỏ này như vậy thật sự là quá nguy hiểm, sức một mình này kiêu chiến ra cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc, hắn thật sự là... Huyền Lão nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, ta có thể hiểu được ý nghĩa của hắn, hắn đây là đang làm chằm đẹp ở cho tương lai của mình, đồng thời thì hắn thật sự rằng có niềm tin rằng chắc chắn đấy, có lẽ làm chắc tính sẽ không quá lớn, tối đa chỉ có 5 phần 10, nhưng chỉ cần là làm chắc 5 phần 10 này, đã làm trò nhất bác rồi, chỉ là trận chiến này hắn có thể bình an vượt qua, như vậy kế tiếp rằng cho dù đối mặt với những người khác, hắn cuối cùng thua cũng nhất định là có thể đủ thân trở ra, mà một khi là hôm nay hắn sống, như vậy thì tương lai vô hạn tất nhiên sẽ mang cho mọi người chúng ta một cái cự đại kinh hỉ rồi. Sao? Ngôi thị chết lúc này kinh ngạc nhìn Huyền Lão rồi nói, kinh hỉ? Cái gì mà kinh hỉ? Huyền Lão lúc này nhìn Ngôn Tiểu Chiết lắc đầu rồi nói, chúng ta hồn sư cố nhiên là muốn lý trí xử thế vấn đề gì, nhưng mà tu vi của chúng ta đã tới trình độ nhất định, không chỉ là tích lũy ra cùng cố gắng, đồng thời cũng là điên cuồng, ta chính là thiếu điên cuồng cho nên mới là trì hoãn lâu như vậy. Vũ Hạo làm ra là bằng lực lượng của loại ngoại lai triệt để ra kích phát ra tiềm năng bản thân. Khi mà hắn có được thứ hai hồn hạch này, sau đó tiềm năng của hắn cũng đã vượt rất xa chúng ta. Trong mắt của Ngôn Tiểu Chiết lúc này lộ ra như nghĩ tới cái gì đó. Chiến đấu để kích thích tiềm năng, hắn không phải là không muốn làm như vậy, nhưng hắn đã đến đoạt tù vi này, muốn tìm được đối thủ có thể đối với hắn sinh tử cấu thành uy hiếp thật sự là quá khó khăn. Sự lấy các học viện có, nhưng học viện chỉ nhân ai sẽ là hắn vật lộn sống mái đầu này, mà đối mặt với ngoại nhân, vật lộn sống mái lại quá mức nguy hiểm, hơn nữa rất khó tìm đối thủ. Vua Hào lúc này có được thứ hai hồn này không lâu, hắn là trước mắt xung lại phương thức này đến mà luyện chính mình, để cho chính mình cùng với song hồn hạch này càng thêm hoàn mỹ xung hợp, đồng thời thì kích phát ra càng cường đại hơn tiềm năng, chuẩn bị cho tương lai của hắn. Tương lai Vua Hào tương lai là như thế nào đấy? Ngôn Tiểu Chiết lâu này đã hoàn toàn thấy sao không rõ sáng, hay hiện tại chỉ có thể ở trong nội tâm của mình vì Vua Hào yên lặng này cầu nguyện. Công nguyện rằng hắn ở đấy cùng với Trung Liễu tỷ thí này đạt được thắng lợi. Nhưng đối với Vua Hạo mà nói, lại cường lực nghiền ép này, cách làm của mình cũng không dám nhận đống. Đối mặt với ta hồn sư cường giả như vậy là hạng gì nguy hiểm đây? Lúc này đây ở không trung, Vua Hạo cùng với Trung Liễu chiến đấu đã bắt đầu rồi. Trung Liễu cũng không có ngày đầu tiên hướng phía Vua Hạo phát động công kích. Tay phải của hắn ở trên trống, cự trượng này ở trên không trung một điểm này, một tiếng rít gào trầm ngầm vang lên, một cái đầu thú cự đại hiện ra trước người của hắn. Cái kia rõ ràng là một cái đầu sống vòi nước, toàn thân sơn màu đen nhưng bên trên lại là tản mát ra hào quang óng ánh màu xanh lục. Một đôi sòng nhãn ở bên trong này nhúc nhích mãnh liệt ngọn lửa màu xanh lá cây, là mới vừa xuất hiện ra toàn bộ ở trong không trung này tự là chậm ầm ở sòng quanh quấn. Đây là cái gì? Ngôi Thiểu Chiết lúc này đã từng cùng với Trung Liễu động thủ một lần, nhưng một lần kia hắn đã là đang thiếu đốt chính mình vì cái đồng bạn phía sau cản phía, mà Trung Liễu lúc này cũng không phải là có toàn lực ứng phó. Lúc này đây chứng kiến Trung Liễu vậy mà phóng xuất ra một cái đầu rồng to lớn, hơn nữa giống như cũng sau lưng của hắn cùng với võ hồn có liên quan. Quang ảnh lúc này giống như cũng không có một tiếng quan hệ gì cả, cũng không khỏi giật mình, thực lực của Trung Liễu đến tận cùng là đến trình độ như thế nào đây? Đừng nói là hắn, cho dù là người trong thánh đình giáo cũng có rất ít người biết Trung Liễu này thực lực chân chính là đã tới tầng thứ như thế nào. Cự đại long đầu xuất hiện ra cũng không phải là tối hắn, mà là khởi điểm.
Thân hình khổng lồ này đen kịt chậm rãi hướng ra phía bên ngoài chùa xá. Rất nhanh thì một cái long trảo đưa ra bên ngoài. Thân thể khổng lồ kia cũng dần dần hiện ra. Cái này rõ ràng là một cự long đầu đen kịt. Bất đồng là cự long đen kịt này không có lân phiến, không có cơ bắp, mà hoàn toàn là xương cốt đen kịt này tạo thành. Nhưng khí tức của nó tự hồ là tuyệt đối không so với chân chính cự long chênh lệch. Vũ Hào cũng không có thừa dịp trung liều này phóng thích ra đèn kịt cự long đối với hắn mà nói công kích, mà là lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung cùng đợi. Bởi vì có băng cực chiến thần giáp che lấp, ai cũng không nhìn thấy nét mặt hắn bây giờ. Mà hắn bây giờ bát sắc băng nguyên ngưng cũng vẫn luôn nhanh chóng vì hắn khôi phục lại hồn lực. Vì cái gì mà không thừa dịp này lúc này tiến công, trong nội tâm của các vị cường giả này xử lý các học viện cũng không khỏi là rất là lo lắng. Màu đen kia cốt long nguyên vẹn này hiện ra trước mặt của tất cả mọi người. Tròn vẹn xung 10 giây đồng hồ, nó hoàn chỉnh thân hình lái chừng dài là 100 thước, dài cánh đồng dạng này gần 100 mét. Cùng với đỉnh cấp cường giả vô hồn chân thân so sánh lớn hơn không tính là cái gì cả. Như huyền lão lúc này cái loại này tù vi, vô hồn chân thân có thể dễ dàng đạt tới ngàn mét trở lên. Thế nhưng mà màu đen cốt long này nhìn về phía trên lại thật thế. Hơn nữa là nó vừa xuất hiện ra toàn bộ trên bầu trời này, các loại ảo cảnh cũng theo đó mà không ngừng lập lòe. Núi thây biển máu, hơn nữa tất cả đều là hồn thú đấy. Vô số hồn thú kêu thể lương thảm thiết vang vọng đến trên không trung này, giống như có vô số hồn thú này oán linh đang điên cuồng gieo hò. Cái này từng giết bao nhiêu hồn thú mới tạo thành cảnh tượng như vậy đấy. Trung Liêu đứng ở phía trên cự đại cốt long đầu lâu này, thân thể của hắn cùng với cốt long so sánh tuy nhỏ bé, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hơi thở không khoái khủng bố áp bách. Long cốt là ta tại một chỗ này trong di tích phát hiện, lúc ấy long hồn cốt này bất diệt, bản thân của nó tuy không phải là long tộc cao cấp, thậm chí ngay cả huyết thống cũng không tính là thuần khiết, nhưng trên người lại là dày dính ra một tia ngân long khí tức này, lịch sử long tộc so sánh mấy người cũng đã được nghe nói quá. Long thần năm đó phân chia thành Kim Long Vương cùng với Ngân Long Vương. Hơn nữa long chi kiểu tử này, những thứ này là long tộc chân chính hoàng tộc. Rồi sau đó đời long tộc này, nhiều ít đều có một chút huyết mạch của bọn hắn.